quý vị và các bạn, 44 số của chương trình Kết nối yêu thương là 44 nhân vật hoàn cảnh éo le thương tâm trong xã hội được chúng tôi giới thiệu và kết nối với những tấm lòng hảo tâm để cùng sẻ chia động viên cả về mặt tinh thần và vật chất, giúp cho họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Và hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến tham gia cảnh khó khăn của ông Nguyễn Quảng ở khu phố 9, phường 5, thành phố Đông Hà. Căn nhà cấp 4 vẫn còn màu sơn khá mới, nhưng kèm theo đó là bao nỗi lo lắng của gia đình ông Quảng. Bởi để có tiền sửa sang lại căn nhà dột nát của mình, ông đã vay hơn 40 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội mà không biết đến bao giờ mới trả được. Ông kể, nhà có đến 7 người, nhưng nó đã xuống cấp quá trầm trọng. Nhất là vào mùa mưa thì không còn chỗ nào khô ráo để trú thân. Thế nên, ông phải vay tiền để tu sửa lại. Tuổi đã cao, cộng với căn bệnh đái tháo đường hèn hạ, nên ông chẳng làm được những công việc nặng nhọc. Quán cắt tóc nhỏ trước nhà mà ông mưu sinh mấy chục năm nay vẫn vậy. Bữa ốm, bữa đau nên lượng khách đến quán rất ít. Thu nhập cũng vì vậy mà bấp bênh. Ông ơi, sáng giờ thì mình có nhiều khách không hả ông? Khách ít lắm. Chỉ gọi là cắt ông trả về con nít thôi. Ngày kiếm còn 50 ký đấy, 50 ký đấy. Chỉ có thiếu được vậy thì mượn. Anh đây mình làm trả góp lên cho họ rồi đó. Chào về ông ơi, ông làm cái nghề này đã lâu chưa? Tôi làm cái nghề này là 55 năm rồi. Yeah. 55 năm là làm từ hồi năm 60 bây giờ. Ngoài cái công việc mà cắt tóc như thế này ra thì ông còn làm cái công việc gì để có thể tạo được cái nguồn kinh tế cho cha đi nữa không ạ? Tôi làm hết ra đi, có cái nghề cắt tóc này chứ cũng có cái việc gì mà làm được hết. Thì còn là nghề này mà được làm là được chứ mới làm thôi chứ còn có cái nghề chứ không có nữa. Ông ấy cháu được biết là cái căn nhà của mình như cũng mới được sửa sáng lại phải không ạ? Dạ. Dạ, về ông lấy đâu ra cái nguồn tiền để mà mình sửa nó như vậy ạ? Cái nguồn tiền này là tôi có vay bên chỗ ngân hàng chính sách á, là 40 triệu. Về bên nhà cái trước đấy là xung quanh là trạp ván với tôn. Thế nên tôn thì có cái tôn mà hôi nguy mà cấp ấy, ở trong bãi cát á, về nó hư tòa cái rồi. Cuối cùng cái nhà dột nát quá nên có vay được ngân hàng chính sách cho vay được 40 triệu mua tôn rồi. Thế là có sơn quạt lại rồi đó. Dạ, về với cái số tiền nợ như thế thì ông dự định sẽ làm như thế nào để có thể trả được ạ? Có cái khoản nợ vay ngân hàng chính sách á thì tôi vay từ đây cũng là 2-3 năm rồi mà mới trả được có 2 triệu đó. Mà tôi cũng biết làm cái gì, một ngày là tôi làm rồi tôi cũng là bỏ ông pin lên ngay 50.000 gì đó. Đến tháng rồi cái người mà tổ trưởng vay vốn họ tới thú thì mình nộp cho cả vốn cả lời cả tiết kiệm. Có cái khoản nộp tiết kiệm thì tháng là 100. Còn lại thì mình trả là 0,6 lắm đó. Trả cũng là trả tiền lại là có một tháng rồi cũng là gần 300. Dạ ông ơi, hiện tại bây giờ thì khi mà ông đang còn sức khỏe, ông có thể làm việc và chăm sóc cho cả con của mình được, thì lỡ mà sau này ông già yếu rồi thì ông lo lắng như là trăn trở nhất điều gì khi mà mình càng ngày càng già đi như vậy ạ? Thì, bây giờ tôi thì năm nay 71 tuổi đấy. Thì cũng mang căn bệnh đó thì sức khỏe nó yếu lắm. Có khi làm khi không rồi thôi. Hai vợ chồng rồi. Mà tôi không biết tương lai con cả tôi sau này nghĩa sao. Có ở với hắn để mà đưa hắn đến nơi đến cuối cùng không đấy. Những tưởng khi về già, ông bà trụ được gánh nặng lo toan cho gia đình. Nhưng cuộc sống mấy khi được như ý muốn. Nhà có 3 người con trai, thì 2 người bị khuyết tật ở mắt. Người con trai út vẫn chưa có việc làm ổn định. Vợ chồng ông đều đã ngoài 65 tuổi. Sức khỏe yếu nên không thể bươn chải như bao người khác.
cái nghèo, cái khó cứ thế đeo bám mãi. Cách đây 2 năm, em Nguyễn Quang, người con trai cả của ông đã may mắn gặp và kết hôn với chị Thái Thị Lan Hương cùng hoàn cảnh. Niềm vui, niềm hạnh phúc có, nhưng lo lắng cũng không ít khi đứa con trai của anh chị ra đời. Bởi từ nay còn nhiều khoản phải lo toan, chi phí hơn. Cũng may đôi mắt của cháu không bị khuyết tật như ba mẹ, nên đó là niềm động viên an ủi và là động lực để anh chị nỗ lực, phấn đấu. Dạ, chứ chị có thể chia sẻ em được biết là anh chị lấy nhau là được lâu chưa? Mình lấy nhau nha, ở năm ngoái. Dạ, mình gặp gỡ nhau trong cái hoàn cảnh như thế nào ạ? Hai vợ chồng chúng tôi là quen nhau tại hội. Có nghĩa là mình vì cái hoàn cảnh mình gặp nhau ở tại hội nên là làm quen nên là lấy nhau luôn phải không ạ? Đúng rồi. Em được biết là bây giờ thì anh chị cũng đã sinh một cái em trai 7 tháng rất là khảo khỉnh phải không ạ? Vậy thì chắc chắn là cái công việc mà chăm sóc cho con thì sẽ vất vả hơn so với những người mẹ khảo phải không ạ chị? Đúng rồi, cũng vất vả. Những cái làm, có những cái làm được, có những cái nếu như mà làm được thì cứ tin tôi, cứ tập nhìn dân dân để chăm sóc cho con, mà có những cái được thì kêu ông bà nội với cháu chắc trong nhà nữa. Dạ, về chị ơi, em được biết là chị và Yến thì đang làm việc ở tại hội Nghề Mưu Thành Phố đúng không ạ? Vậy thì công việc cũng như là thu nhập của chị như thế nào ạ? Trước đây thì chị cũng đi làm dịch vụ xoa bóp bấm huyệt nữa. Thì cũng thu nhập được một tháng có khi thì trên 1 triệu, có khi thì 1 triệu. Chị thì giờ chưa nghỉ xin rồi, con anh làm thôi. Anh làm thì một tháng thì cũng được 1 triệu mấy. Cũng đem về để mua sữa đồ thêm cho con nữa. Con chị thì nghỉ làm không có lương. Bây giờ với cái điều kiện sức khỏe cũng như là cái hoàn cảnh của mình như thế này thì chị lo lắng như là trăn trở nhất là điều gì ạ? Cũng muốn đi làm thêm để kiếm tiền về để nuôi con càng ngày càng lớn. Thì ước mơ của chị thì cũng có một cái nhà nhỏ nhỏ để con cái với hai vợ chồng ở sinh hoạt hàng ngày rồi đi làm tại hội nữa. Có thể tâm sự cho em đặc biệt mà khi mà chị biết là chị có tin vui, có em bé thì vì cái điều kiện sức khỏe của hai anh chị như thế này thì chị có lo lắng là con của mình cũng sẽ như mình không ạ? Tôi cũng lo lắng từ khi có thai cháu mà đến khi sinh ra thấy cháu mắt mũi hoàn hảo thì cảm thấy nhẹ nhõm, với trong lòng cảm thấy vui vẻ, giống như đứng với tình trạng của con mình rồi thấy vui vẻ yêu đời, cảm thấy hạnh phúc lắm. Chị ơi, về bây giờ với hoàn cảnh của mình như thế này thì cái điều khó khăn nhất đối với chị là gì ạ? Hiện tại thì tôi chưa đi làm, thì chắc em đi làm thì mọi cái hàng ngày cũng lo cho con vẫn còn vất vả. Tôi cũng lo lắng, cứ trông chờ ngay con lớn để đi làm, để cùng thêm chồng để nuôi con. Thưa quý vị và các bạn, trong xã hội vẫn còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, của những tấm lòng hảo tâm. Sự động viên sẻ chia kịp thời sẽ giúp cho họ có thêm niềm tin, động lực ở cuộc sống, ở tương lai phía trước. Và chúng tôi cũng mong muốn sẽ nhận được thật nhiều những tấm lòng hảo tâm như vậy đến với gia đình của ông Nguyễn Quang. Và sau đây xin được mời gia đình ông đón nhận những món quà của các cá nhân tổ chức có tấm lòng hảo tâm mà những người thực hiện chương trình đã rất nỗ lực kêu gọi cũng như là vận động trước khi thực hiện chương trình này. Và trước hết xin được thay mặt cho công ty Mắt Đá Quảng Trị trao cho gia đình ông số tiền hỗ trợ là 2 triệu đồng. Xin được mời đại diện gia đình anh chị Trồng Bi, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nguyên Nhật Trường, 51 Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà lên trao sự hỗ trợ cho gia đình ông. Và xin được mời chị Nguyễn Thị Bích Hà đến từ khu phố 1, phường 5, thành phố Đông Hà sẽ lên trao sự hỗ trợ cho gia đình ông.
Xin được mời chị Lê Thị Mua, khu phố Tây Trì, phường 1, thành phố Đông Hà lên trao sự hỗ trợ cho gia đình ông. Xin được mời chị Nguyễn Thị Thanh Tâm đến từ khu phố 1, phường 1, thành phố Đông Hà lên trao sự hỗ trợ cho gia đình ông. Xin được mời chị Thủy Phương đến từ khu phố 5, phường 3, thành phố Đông Hà lên trao sự hỗ trợ cho gia đình ông. Xin được mời chị Trọng Bi, đại diện văn phòng kỹ thuật Hồng Học 19, ông Ích Khiêm, thành phố Đông Hà và đại diện doanh nghiệp tư nhân Thưởng Hiệu 186 Lê Lợi, thành phố Đông Hà lên trao sự hỗ trợ cho gia đình ông. Và một lần nữa, xin được chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả quý vị. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng khi chương trình này được phát sóng thì quý vị sẽ dành nhiều hơn những sự quan tâm giúp đỡ dành cho gia đình của ông Nguyễn Quảng. Và đến đây thì chương trình Kết nối yêu thương tuần này với hoàn cảnh của ông Nguyễn Quảng đến từ khu phố 9, phường 5, thành phố Đông Hà cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm và dành tình cảm cho chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bà Mai Thị Thủy ở thôn Gia Môn, xã Gio Phong, huyện Gio Linh, có chồng mất sớm, để lại cho bà người con trai duy nhất là anh Nguyễn Du, sinh năm 1983. Nhưng tưởng dành tròn tuổi thanh xuân để nuôi con khôn lớn. Khi về già, bà Mai Thị Thủy có thể nương tựa vào con, nhất là khi con lập gia đình và sinh cháu cho bà ẵm bế. Số phận không may mắn khi người con trai của bà đã bị tâm thần sau một lần tai nạn. Người con dâu không chịu nổi những trân đòn của chồng mỗi khi lên cơn cũng đã bỏ đi. Giờ đây, điều lo lắng lớn nhất của bà Thủy không chỉ là những khoản tiền chữa bệnh cho con, mà là sự an toàn của người cháu nội của bà bởi bệnh tình của anh Nguyễn Du đang ngày mỗi nặng thêm. Rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình bà Mai Thị Thủy ở thôn Gia Môn, xã Gio Phong, huyện Gio Linh.